Nó thấy gái đẹp ở đâu còn nhớ tới mình nữa. Ủa, chú Mười? Chú Mười nói vậy là chú Mười nói con á hả? Đúng rồi, ở đây có hai người phụ nữ, một người là mẹ của con, còn người thứ hai nào là con chứ còn gì nữa. Còn ai trộm khoai đất này? Trời ơi, không có đâu. Không phải vậy đâu chú Mười, chú nói vậy tội nghiệp con chứ. Sao tội nghiệp? Nè, đừng có chống chế nghe. Nè, tuy là chú già rồi không có mảnh tình nào dắt dai, nhưng mà kinh nghiệm chú tràn trề luôn đó con. Chú nhìn thoáng qua là biết hết trơn hết rồi. Đừng có giấu ngại. Hồi nãy giờ ông nói tào lao bí đao gì, tôi nói thiệt với ông á, ở đây mọi người hiểu được tôi chết liền luôn á. Nè 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 nè, tôi nói cho người nào hiểu người ta sẽ hiểu. Càng nói tôi càng không hiểu. Thôi 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 thôi, tôi hiểu rồi. Ý của ông Mười, ông nói á là thằng Nam con trai của anh á là coi như là có tình ý với lại con Xuân con gái của tôi Hiểu đó. Cái vụ chè này nè là cái ý của thằng Nam nó nấu á, là để con Xuân nó ăn cho nó bổ cái thai, chứ còn bạn già của tụi mình á ăn cái này đâu có bổ dưỡng gì đâu. Cái gì vậy? Cái gì? Ông nói gì vậy? Hả? Vụ gì? Xuân Xuân ăn từ từ thôi. Ông nói vậy là nha. Sao? Trời ơi con ơi, là con. Nó là người có thai, nó ăn chè bổ dưỡng thai là đúng rồi. Chú đâu có thai, ăn vô rồi có chuyện gì rồi sao? Cái thằng thiệt tình, con muốn lo cho ai thì con lo ngay chốc cho người đó đi. Tự nhiên mấy người này không có dính líu, con cho ăn chè dưỡng thai cái gì kỳ vậy? Dạ, cho vui lại không có phải. Chú Mười có hiểu lầm ý con không à? Chè này ăn nó mát thôi mà, không sao đâu. Đúng rồi đó chú Mười. Mát con thôi. Với anh Nam á chỉ là bạn bè bình thường thôi, tụi con á giúp đỡ lẫn nhau thôi chứ không có gì hết trơn á. Chú đừng có thôi đừng có giấu đó. Chú đừng có giấu chú con ơi. Tuy là chú không có mảnh tình nào dắt dai, nhưng mà chú rất kinh nghiệm, nhìn thoáng qua là hiểu hết trơn rồi. Hiểu mà, hiểu. Không gạt được đâu. Nè nè, ông hiểu cái gì? Ông nói tào lao cái gì vậy? Bộ bây giờ á thích con gái tôi là dễ vậy á hả? Không có đơn giản vậy đâu nha. Nhiều khi cái bề ngoài như vậy á, nhưng mà khó lắm à nha. Bên trong không biết làm sao à. Má. Má. Gì? Nói gì kỳ vậy? Má. Thôi dẹp đi, để đó cho má nói chuyện. Xin lỗi bà nghe, tôi đố bà đi hết cái đất nước này đi, mà kiếm được một thằng đẹp trai như con trai của tôi á, coi bộ khó à nghe. Đẹp trai nè, học giỏi nè, nấu ăn ngon nè, tìm ở đâu ra hả? Hàng hiếm đó, khó kiếm lắm à. Khó kiếm hả? Đương nhiên. Xin lỗi nha, trời ơi, tôi không kiếm được ở Việt Nam á thì tôi kiếm ở nước khác. Trời ơi, thiếu gì người. Nè, con trai của ông đẹp trai đúng không? Hàng hiếm đúng không? Thì con gái của tôi á cũng là cành vàng lá ngọc hả? Trời, cũng độc nhất vô nhị đó nghe. Má nè, ơi. Muốn cái gì á phải qua cái ải của tôi trước đây nè. Thôi bình tĩnh. Thôi má. Mà không nói để ông nói quá trời. Đáng à. Nè bà ơi, sao nãy tôi thấy bà khen thằng Nam á là nức tiếng luôn, khen quá trời đất, tự nhiên bây giờ bà trở quẻ vậy? Khen là một chuyện, còn cái nào là ra cái đó. Bây giờ đụng tới con của tôi á là phải rõ ràng. Ý là bà chê con trai tôi chứ gì, đúng không? Nè, tôi nói cho bà biết nghe, thằng Nam nhà tôi á ha là coi như á được dạy dỗ đàng hoàng ha, ngoan ngoãn lễ phép ha, biết người biết ta nha. Nó tôi dạy nó một mà nó biết tới 10 lần đó. Trời ơi, tôi đi không phải là lóc cóc len keng lông bông như ai ngoài kia nghe. Ê, ông nói cái gì vậy hả? Ông nói cái gì mà lóc cóc len keng? Thì tôi nói vậy đó. Thì bà tự hiểu đi. Tự hiểu cái gì mà tự hiểu? Ngoài này luôn. Ông phải coi lại ông á. Trời ơi, nói chuyện đàng hoàng tử tế, tự nhiên gây chuyện với tôi là sao? Hỏi bà nghe, tự nhiên mà chê thằng con trai tôi, hỏi sao tôi không bực mình. Tôi đâu có chê. Trời ơi, con trai tôi đẻ ra tôi nuôi nấng, tôi chăm sóc nó từ nhỏ ha, dạy dỗ nó rất kỹ lưỡng. Ủa chứ con của tôi cũng nuôi nó, tôi đẻ ra nó mà. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà ít ra bà cũng phải biết tôn trọng tôi chứ. Ít ra phải khen con tôi tiếng chứ, có đâu bà mở miệng ra bà chê con tôi, bà nói con tôi này nọ là sao? Đầu tiên vô á là cái ông á, cái mặt sưng vậy nè. Ông khó chịu, ông khó chịu với ai? Nó mời mấy người tới đây, nó đãi mấy người ăn chè ha. Ủa nó mời đến mà cái mặt như vậy làm sao mà ai nuốt cho nổi? Không nuốt nổi cũng phải ráng tự nuốt.
Cái gì? Ông nói cái gì? Hả? Ông nói cái gì? Bà tính sao? Bà muốn gì? Chứ bây giờ ông tính cái gì? Ông tính muốn sao? Cái gì? Tính sao thì bà cũng phải nể mặt tôi chứ. Hả? Bà khen con tôi một tiếng chứ. Chưa gì mở miệng ra tôi bà không? Nói này ông nói nọ rồi. Không? Từ nãy tới giờ ông kêu tôi qua đây để ăn chè. Ê, con rõ ông rõ ràng là mọi người ở đây. Ủa đâu mất hết trơn rồi. Rõ ràng là hồi nãy cái người chê con tôi trước á là bà. Đúng không? Chứ tôi có chê con gái bà tôi đâu. Tôi chê là tại vì cái mặt của ông á. Cái mặt tôi sao? Ông đâm đâm. Mệt trời ơi, bà. Mời người ta đến ăn cái chè này nè. Mà cái mặt như vậy á, ai mà dám ăn? Ai mà nuốt cho nổi? Trời ơi, xong sao rồi bày đặt là hết chê con tôi rồi. Nữa. Trời ơi, chê con của tôi phải chê lại chứ. Giỡn mặt với tôi hả? Có hẹn với yêu thương. Phát sóng 20 giờ mỗi ngày. Từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Phát sóng song song và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.